Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Hai chú gấu tham ăn. Ở một khu rừng nọ, có gấu mẹ và hai chú gấu con sống với nhau rất vui vẻ. Hằng ngày gấu mẹ đi kiếm mồi về nuôi con. Một bữa, hai gấu con thưa với mẹ: "Thưa mẹ, tụi con đã khôn lớn, xin mẹ cho tụi con tự đi kiếm lấy thức ăn." "Các con đi đường cẩn thận, nhớ phải nhường nhịn nhau đó nha." "Anh em mình đi hoài mà chẳng kiếm được gì ăn cả. Em đói meo rồi anh ơi." "Anh cũng thế nè. Mình đi thêm một đoạn nữa rồi nghỉ chân nha." "Kia, miếng pho mát lớn kia chắc đủ cho hai anh em mình no bụng bữa nay đó. Nhanh chân lên nào em." "Bây giờ chúng ta phải chia làm hai phần đều nhau. Để em chia cho." "Không, để anh chia." "Không đâu, để em. Anh chia toàn dành phần hơn thôi. Ở đây ai lớn hơn hả? Anh chia là công bằng nhất." "Nè hai nhóc, làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi lên thế? Tranh giành ăn với nhau hả? Để đó ta xử cho." "Thế thì tốt quá. Bác chia phần dùm anh em con cho công bằng ạ." "Chuyện đó đơn giản thôi mà. Yên tâm đi, cậu em sẽ được một phần bằng phần của cậu anh." "Ủa, hai phần không đều nhau kìa. Không công bằng. Em đề nghị chia lại." "Đúng rồi, miếng này lớn hơn." "Không hề gì. Nếu miếng này lớn hơn, ta sẽ sửa lại cho đều ngay thôi mà." "Hai phần này lại không bằng nhau rồi." "Không sao, không sao. Tôi chữa lại cho đều ngay." "Lại không đều. Hai phần vẫn không đều. Bác cáo kỳ cục quá à." "Được rồi, được rồi. Tôi chỉ sửa lại một tí là hai phần đều nhau thôi." Cứ như thế, cáo già chén hết miếng này đến miếng khác. Hai chú gấu còn thèm nhỏ dãi, vẫn cứ hết mũi lên so bì phần nào lớn hơn, phần nào nhỏ hơn. Cáo chén no bụng rồi mới chia cho hai phần đều nhau. Và lúc bấy giờ thì mỗi phần chỉ còn là một mẩu rất bé. "Xong rồi. Bây giờ thì hai phần tuy bé nhưng đều nhau rồi đó. Chúc hai nhóc ăn ngon và đừng tranh phần hơn với nhau nữa nha." "Còn hai miếng bé tí xíu thế này thì làm sao mà no được? Giá mà hai anh em mình biết nhường nhịn nhau." Các bạn nhỏ thân mến, là anh chị em thì hãy hòa thuận, nhường nhịn, thương yêu nhau. Đừng mất đoàn kết, sẽ khiến kẻ xấu lợi dụng đó.